Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video này thì mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy của Auto Eli, chúng ta sẽ cùng đến với chú cá voi xanh. Tại sao Duy lại nói là cá voi xanh ạ? Những cái năm trước đây thì mẫu Lincoln Navigator này đã có mặt tại thị trường Việt Nam, nhưng mà lại là phiên bản cũ được nhập khẩu về. Còn ngày hôm nay ở đây là một phiên bản mới, phiên bản của 2018, và sắp tới đây sẽ là phiên bản của 2019 về thị trường Việt Nam. Đây thực sự là một mẫu SUV luxury chính thức đã xoán ngôi chiếc Cadillac Escalade tại thị trường Việt Nam. Bởi vì tại sao ạ? Trước đây thì mẫu Cadillac Escalade tại thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng bởi cái thân hình đồ sộ và những cái trang bị cũng như là cái không gian rộng rãi của mình. Thì ngày hôm nay chiếc xe này đã xoán ngôi, đã bỏ xa kể cả ở thị trường nước ngoài luôn. Bởi vì mẫu Cadillac Escalade sử dụng khối động cơ 6.2 lít, còn mẫu xe này sử dụng khối động cơ 3.5 lít mà thôi, sở hữu 450 mã lực và hơn 600 Nm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhanh những cái trang bị ở bên ngoài trước ạ. Với ngay cái chiếc chìa khóa này thì Duy có thể để nổ từ xa, rồi mở cốp, rồi khóa xe. Nhưng mà với Lincoln Navigator thì chúng ta khi mà quên chìa khóa, chúng ta hoàn toàn có thể mở được bằng mã số ở trên cửa, giống như là những mẫu xe của Ford mà không thực sự. Đây là người anh em thực sự của Ford luôn ạ. Những mẫu như là bây giờ có ở thị trường Việt Nam thì có mẫu Explorer này, rồi là chiếc F150. Đó, vâng, những chiếc xe đó đều có thể mở mã số ở trên cửa nếu mà chúng ta quên chìa khóa. Động cơ thì Duy cũng vừa chia sẻ rồi, 3.5 lít, 450 mã lực và hơn 600 Nm, đi kèm với cả hộp số tự động 10 cấp. Rất là hoành tráng. Một mẫu xe to lớn nhưng mà lại sở hữu những cái đường nét thiết kế khá là hài hòa và đậm chất phong cách Mỹ. Nó mang đến cho chúng ta một cái diện mạo ở phần đầu xe nhìn nó rất là ngầu, thật sự là rất là ngầu ạ. Với cái màu đen này thì rất là ngầu. Cái cụm đèn pha to nhưng mà không hề thô một chút nào. Hai bi LED ở đây. Ở dưới đây chúng ta cũng sẽ có hai giải đèn LED định vị ban ngày. Vâng. Rồi là giải đèn xi nhan ở dưới này. Đây, Duy sẽ bật cái cụm đèn này lên. Thật sự rất đẹp. Quý vị có thể thấy cái phần đèn này được làm bo tròn và được vuốt sang bên hông. Nhìn nó rất là ăn nhập, nó khớp vào cái cả cái phần đầu xe. Ở bên đây chúng ta còn có một cái giải đèn màu vàng ở đây nữa. Quý vị có thể thấy nhìn ngay bên ngang sang. Cái ngay đến cái phần logo của chiếc Lincoln Navigator này, khi mà chúng ta tới gần xe, chúng ta sử dụng cái phần chìa khóa để mở từ xa hoặc là tay nắm cửa, thì tất cả cái logo này đều được làm một cái hệ thống đèn LED chìm ở bên trong, như quý vị đã có thể thấy ở đầu video đấy ạ. Cái phần lưới tản nhiệt này thì cũng được làm bằng nhựa thôi, nhưng mà được gia cố rất là chắc chắn. Đó, quý bạn có thấy nhựa cứng, gia cố khá là chắc chắn. Cũng được làm theo cái dạng nhỏ của cái logo ở phía đầu xe này. Chúng ta cũng sẽ có camera 360 độ xung quanh xe này. Phần trước xe, ngay phần đầu đây thì chúng ta mỗi một cái phần ba đợt sốc dưới thôi là chúng ta đã có tới 6 chiếc cảm biến rồi. Duy sẽ mở khối động cơ ra nhé. Đây, quý vị bạn có thể quan sát kỹ hơn vào khối động cơ. Cái phần khối động cơ được đẩy khá sát vào cái phần cabin để tạo ra cho phần đầu xe này một cái khoảng không gian để nếu như xảy ra va chạm thì nó sẽ giảm bớt cái hiện tượng bị tác động lên những cái người đi mô tô hay là những người đi bộ. Đây, phần động cơ, 3.5 lít. Quý vị và các bạn có thể tiến tiếp sang cái phần hông xe của chiếc Lincoln Navigator này để chiêm ngưỡng tổng thể. Để nói về những cái thông số so sánh trực tiếp với cả chiếc Cadillac Escalade thì Lincoln Navigator bản Black Label L này có cái thiết kế đồ sộ ở bên hông này. Chiều dài tổng thể của chiếc xe này lên tới 5m6 và chiều rộng là 2m, hơn 2m một chút.
chiều cao là 1931mm và cái trục chiều dài cơ sở là hơn 3m ạ. Trọng lượng không tải ở mức 2862kg. Và như quý vị và các bạn có thể nhìn kỹ hơn vào từng chi tiết của chiếc Lincoln Navigator này, tất cả những cái đường nẹp mạ chrome đã được làm điểm nhấn khá là mạnh cho cái phần thân xe được thiết kế to đây, như ở phần gương này, ở phần ốp gương ạ. Rồi ở đây chúng ta có một cái phần ốp, cái dòng chữ Navigator được kéo dài từ cái phần ốp về trước tới cánh cửa. Cái phần ốp này ngoài cái việc được dùng một cái đường viền chrome ở đây thì cái bề mặt cũng được làm màu đen với những cái đường thẳng phay xước. Đó. Với cái mức giá, thật sự là với một mức xe to như này nhưng mà nó lại có cái mức giá dễ chịu hơn kha khá so với cả chiếc Land Cruiser phiên bản VXR 5.7 V8 mà Duy cũng đã có dịp giới thiệu quý bạn rồi. Đó, một mẫu xe hiện đại to lớn như thế này nhưng mà lại có cái mức giá dễ chịu hơn. Duy xin phép là không chia sẻ cái mức giá của mẫu xe này. Quý vị các bạn có thể tới, nếu mà ai quan tâm có thể tới ngay Việt Auto 88 Phạm Hùng, trực tiếp sờ nắn chạm và trải nghiệm những cái công nghệ ở trên mẫu xe này. Bộ la răng đa chấu ở đây. Bộ la răng đa chấu này có kích thước là 22 inch. Và quả thực là nếu như mà chúng ta để ý thì đây là một cái bộ la răng đa chấu có cái thiết kế rất là sang trọng và rất là, nghĩa là nó rất là hợp với cả cái mẫu xe này ạ. Khi mà chúng ta nhìn từ ngang hông, chúng ta thấy được cái chất của nó được thể hiện qua từng cái chi tiết. Cái nan này được làm cong vuốt và được phối hai màu, màu nhôm phay xước và màu đen, khá là huyền bí. Và cái logo Lincoln ở phía giữa đây. Lincoln thì khá là nổi tiếng với những cái mẫu xe thiên về cái sự sang trọng và đẳng cấp. Trước đây thì Tổng thống Mỹ cũng sở hữu những cái mẫu xe Lincoln và rất đáng để chúng ta phải chia sẻ. Tay nắm cửa mạ chrome. Đối với cả Cadillac Escalade ấy, thì cái phần ô kính kéo từ trụ C tới trụ D nó khiến cho chúng ta có một cảm giác nó vuông vức và nó có phần cứng. Thì Lincoln Navigator lại xử lý khá tốt cái vấn đề này. Đối với Navigator thì thực sự là Duy có một cái cảm nhận rất là đáng để chúng ta sở hữu một mẫu xe như thế này. Cái phần đuôi xe, cái phần đèn hậu được kéo dài từ bên hông xe đó, đây ạ, vuốt sang tới phần hông xe bên kia. Cả một cái dải đèn LED kèm theo cái hệ thống đèn hậu ở phần đuôi xe này giúp cho Lincoln Navigator khi mà chúng ta nhìn trực diện từ phía sau ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái sự kết nối với nhau đặc biệt và nó không bị rời rạc. Đó. Tổng thể cái phần đuôi này khá là vuông vức nhưng mà khi có cái dải đèn LED màu đỏ nối liền cái cụm đèn này với nhau thì chúng ta nhìn nó lại rất là hợp mắt. Ở phía sau thì chúng ta cũng sẽ có camera sau nằm trong hệ thống camera 360 độ xung quanh xe và hệ thống 6 cảm biến. Duy thì Duy chưa thấy cái vị trí cái móc để chúng ta kéo cái trailer ở phía sau. Thật ra là một mẫu xe đến từ Mỹ thì rất hay được sử dụng kéo những cái trailer, những cái ngôi nhà di động ở phía sau. Đó. Chỉ một cú đá chân nhẹ thôi, ngoắc chân nhẹ là chúng ta đã có phần cái cửa cốp này được mở lên. Và như quý vị bạn thấy đó, thì khi mà chúng ta sử dụng cả đủ 3 hàng ghế thì phía sau, khoang phía sau, khoang để đồ của Lincoln Navigator thì vẫn sẽ có chúng ta một cái khoảng không gian để đồ tương đối. Và cái hàng ghế thứ 3 chúng ta, hay là hàng ghế thứ 2 thì chúng ta cũng đều có thể gập được bằng hệ thống nút bấm điện ở đây. Duy đã thử ngay cho quý vị và các bạn xem ạ. Đấy. Vâng. Chỉ cần một nút bấm thôi.
chiếc ghế của hàng ghế thứ ba được gập xuống rất là nhẹ nhàng. Đây Duy sẽ gập thử tiếp. Vâng, chỉ cần một chạm thôi là hoàn toàn cái không gian này được trải phẳng. Hơi tiếc một chút là cái phần của hàng ghế thứ hai lại được nhô lên như thế kia. Gương thì gương của chiếc Lincoln Navigator này thì cũng được trang bị cảnh báo điểm mù ở trên gương này, rồi camera ở dưới gương, đèn LED xi nhan báo rẽ. Đây. Mặc dù là một mẫu xe khá to nhưng mà lại có cái cơ cấu gập gương, đó, gập khá là phẳng và ôm sát vào cái phần thân xe này. Đương nhiên là chiếc xe này thì không thể nào mà thiếu được đi cái trang bị tự động mở khi chúng ta đó bệ đỡ lên xuống. Một mẫu xe to như này mà thiếu đi cái bệ đỡ này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là khó để di chuyển ra vào, đặc biệt là với trẻ nhỏ, cả phụ nữ nữa. Mở cái cánh cửa của cái khoang phía trước ra thì các bạn sẽ thấy rằng toàn bộ cái hệ thống ghế của chiếc Lincoln này được thiết kế khá là đặc biệt. Và xin chia sẻ với quý vị và các bạn là những chiếc ghế ở trên chiếc Lincoln Navigator này, trừ cái hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba ra, thì hàng ghế thứ nhất đều được trang bị điều chỉnh tới 30 hướng. Vâng, tới 30 hướng ạ. Chúng ta có thể điều chỉnh độc lập khá nhiều những cái vị trí, như là đỡ chân này, rồi đỡ lưng, rồi cả ngay cả cái phần đỡ cổ và đầu ở bên trên nữa. Duy sẽ điều chỉnh thử cho quý vị và các bạn xem luôn ạ. Đây, Duy sẽ điều chỉnh. Tất cả đều được điều chỉnh độc lập hết ạ. Đó, đây là phần lưng ghế, chúng ta có thể điều chỉnh độc lập. Đây, đó, quý vị và các bạn có thể thấy ạ. Tiếp theo là ở phần dưới đi ạ. Duy đang điều chỉnh cái phần đỡ ở bên trái. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới phần đỡ ở bên phải. Quá hay và quá chất lượng. Với cái kiểu thiết kế như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm ngồi thực sự là đáng nhớ ở trên cái phần ghế của chiếc Lincoln Navigator. Ngay bây giờ thì mời quý bạn cùng sang bên kia để chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần bảng táp lô của chiếc xe này, nó sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Một cái cánh cửa chắc nịch kèm theo một cái vị trí ngồi cao với cái tầm quan sát dễ dàng thì quả thực là với cái chiều dài hơn 5 mét của chiếc xe này, chắc chắn chúng ta sẽ có những cái di chuyển không mấy khó khăn ở trong phố đâu ạ. Duy sẽ tiếng đề nổ rất là nhẹ nhàng. Và ngay khi mà Duy đề nổ chiếc xe này lên ấy, thì cái hệ thống màn hình ở cả phía sau vô lăng và màn hình ở chính giữa đều cho chúng ta cái phần đồ họa rất đẹp. Phải nói là rất đẹp ạ. Khi mà chúng ta nhìn tổng thể cái phần bảng táp lô phía trước này ấy, cái nội thất da màu nâu, màu chocolate, kèm với cả cái việc được trang bị cái mảng ốp gỗ kéo dài từ trái qua phải. Cái phần ốp gỗ này cũng khá là đặc biệt, khi những cái chấm li ti ở bên trong đều được làm hình khối là logo của Lincoln. Có lẽ quý vị và các bạn cũng sẽ hơi khó để nhìn kỹ được, bởi vì những cái li ti, chấm li ti này khá là khó nhìn. Ở góc bên tay phải đấy ạ, là logo của Lincoln, thì quý vị và các bạn có thể nhìn rõ hơn. Thật sự là nếu mà ở đây nhìn trực diện, trực tiếp như Duy đang trải nghiệm lúc này thì mới cảm nhận hết được cái vẻ đẹp, cái sự xa xỉ, có phần đẳng cấp của chiếc Lincoln Navigator ở đây. Cái da được ốp ở đây cũng được làm bởi một cái họa tiết khá đặc biệt. Ở đây thì là nhựa mềm thôi. Đây là nhựa mềm thôi. Nhựa mềm. Cái da ở trên mẫu xe này cũng cho chúng ta một cái mùi hương khá là dễ chịu. Phần vô lăng bọc da cũng vậy. Mẫu xe này thì cũng có thể điều chỉnh cao thấp ở chân phanh và chân ga, kèm theo là vô lăng cũng được điều khiển điện. Vô lăng ba chấu cũng được ốp gỗ ở đây.
Nếu mà để nói về cái điểm gây ấn tượng đầu tiên khi mà chúng ta ngồi vào khoang vị trí ghế lái, thì chúng ta sẽ phải nhắc tới cái hệ thống màn hình như quý vị và các bạn Duy đã chia sẻ lúc đầu ấy ạ. Rồi cả cái phần thiết kế ở chính giữa này nữa. Màn hình to với cái viền màn hình được mạ chrome sáng bóng, điểm xuyết ở phía dưới là những cái chi tiết chrome sáng bóng, nó rất là ăn nhập với nhau, tổng thể kéo từ trên màn hình kéo xuống. Ở chính giữa, ngăn cách giữa ghế lái và ghế phụ là cả một cái hệ thống bệ đỡ với các cái chi tiết được làm tối giản, không quá nhiều nút, nhưng mà lại mang đến cho chúng ta những cái cảm giác nó sang trọng. Ở đây thì cái phần cần số thì Lincoln đã chuyển thành dạng nút bấm, chúng ta có thể thao tác đây. Bấm vào D, N, vào R, vào về P, hoặc số 10 cấp. Có một cái điểm nữa mà Duy muốn chia sẻ với các bạn ở trên cái màn hình của mẫu xe này. Cái hệ điều hành của màn hình này được lấy ứng dụng từ hệ thống Sync 3 của Ford và được cải thiện lại một chút. Có thể kết nối Apple CarPlay này, hay Android Auto, đi kèm với cả cái hệ thống thông tin giải trí này là hệ thống loa River Ultima, cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh không phải là quá xuất sắc như những cái mẫu loa high-end, nhưng mà đây cũng có thể nói là cái trang bị giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm âm thanh không hề tệ một chút nào. Thậm chí là nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác như là chúng ta đang ngồi thưởng thức ở trên những cái căn phòng nghe nhạc tại gia, có những cái bộ ghế salon. Ngồi ở vị trí ghế lái này, Duy cũng có thể cảm nhận được ngay điều đó. Ở cái phần phía sau vô lăng thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái nút vặn để điều chỉnh móc nối cái phần trailer ở phía sau. Ở dưới đây thì chúng ta cũng có phanh tay điện tử này, rồi tắt bật cái chế độ ngắt động cơ tạm thời khi dừng, rồi auto hold, rồi là hệ thống kích hoạt cái chế độ hỗ trợ lùi xe tự động. Đây là hệ thống ta cái nút tắt cảm biến, kèm theo là nút drive mode. Với Lincoln Navigator thì chúng ta sẽ có tới 7 chế độ để chúng ta vận hành. Mẫu xe này đều được tính toán và được làm khá là tỉ mỉ. Chế độ normal đấy ạ. Đây là chế độ normal với cái hệ thống kích hoạt dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 4x4 auto. Đây là chế độ đi trên đường tuyết. Tiếp theo là chế độ đi đường bùn hay đường trơn trượt. Tiếp theo nữa là chế độ đi đường địa hình, tối ưu hóa cái phần hệ thống chuyển động. Rồi. Và đây là chế độ chạy phản ứng nhanh, tức tương đương với chế độ Sport. Đây là chế độ Eco, tiết kiệm bảo vệ môi trường với cái giao diện icon là quả địa cầu. Cái phần trải nghiệm mà ở hàng ghế thứ nhất chỉ còn chia sẻ với các bạn tiếp là ở dưới bệ tì tay. Một mẫu xe to lớn với cái phần hộp chứa đồ ở phía trước khá là to, với đầu đĩa ở đây ạ. Thật ra thì thời điểm hiện tại bây giờ thì rất ít khi chúng ta sử dụng tới đầu đĩa, mà chúng ta sẽ nghe nhạc qua Bluetooth. Sự sang trọng như chính ngôi nhà của bạn, như chính một cái phòng khách của một căn biệt thự hay một tòa lâu đài. Tất cả những cái chi tiết màu da, rồi gỗ, rồi cái phần nhựa mềm được trang bị cho chiếc xe này đều được tính toán và làm rất là kỹ lưỡng. Ngay cả đến cái mảng loa, quý vị và các bạn có thể thấy giống như là những cái bộ loa high-end thực sự được trang trí ở trong phòng khách của các căn biệt thự vậy. Nó rất đẹp. Ngồi vào cái vị trí của hàng ghế thứ hai này thì Duy cũng vẫn có một cái cảm nhận là cái phần ghế được thiết kế khá tốt, khiến cho chúng ta có cái trải nghiệm ngồi nó thích thú và nó thoải mái, kèm theo những cái công nghệ, những cái trang bị về mặt công nghệ, về mặt trải nghiệm thư giãn cho hành khách, cho những thành viên trong gia đình.
ở hàng ghế thứ hai của Lincoln Navigator đều là các kỹ sư làm khá tốt. Cái phần nút bấm để chúng ta hoàn toàn có thể chủ động đóng hoặc là mở cái phần rèm ở cửa sổ trời bên trên, sẽ không bị phụ thuộc vào cái phần hàng ghế phía trước nữa, người vào người lái nữa. Đây này, tất cả những cái chi tiết điều chỉnh các núm điều khiển đều được làm khá là to, rõ ràng và có cái phần thiết kế bắt mắt. Vậy là chiếc xe này sẽ có điều hòa 3 vùng độc lập thôi ạ, chứ không phải là 4 vùng. Ở bên trên này sấy sưởi làm mát ghế này, mát vô lăng này, rồi là hai vùng độc lập, thì ở phía dưới chúng ta sẽ có một vùng độc lập nữa. Ở đây chúng ta cũng sẽ có hai cổng sạc USB, rồi cổng sạc tẩu 12V ở đây. Chúng ta cũng vẫn sẽ có cổng sạc. Đây. Cổng sạc 150W. Đó. Ở sau lưng của hàng ghế thứ nhất thì các bạn cũng yên tâm là chúng ta cũng vẫn sẽ có một cái phần màn hình để chúng ta trải nghiệm. À, wow. Màn hình này 10 inch và cũng có cái phản ứng phản hồi khá nhanh. Có thể kết nối USB này, HDMI này. Rồi đây không phải là màn hình cảm ứng ạ. Vâng, chúng ta sẽ điều chỉnh hoàn toàn qua cái hệ thống nút cảm ứng ở đây. Chúng ta hoàn toàn có thể có những cái trải nghiệm như là xem phim, hay là kết nối qua smartphone, qua cổng HDMI, hay là cổng USB, hoặc là thẻ nhớ. Nếu như quay lại cái bệ trung tâm phía chính giữa của hàng ghế thứ hai này thì cũng sẽ có cái thiết kế tương tự, và cái kích thước cũng khá to giống như là cái phần ngăn giữa ghế lái và cái phụ hàng ghế thứ nhất. Chúng ta cũng sẽ có màn hình nhỏ nhỏ ở đây để điều chỉnh cái thông tin bài hát này, chuyển bài, đọc thông tin ở đây, và cũng có thể tăng giảm âm lượng ở đây nữa. Đó. Cái bệ tì tay này thì khá to. À, ở trong đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái hộp để đồ khá rộng, nhưng mà hơi có một cái sự đáng tiếc nho nhỏ dành cho cả hai phần hộp để đồ, cả ghế thứ nhất và cả ghế thứ hai. Đó chính là mẫu xe này, phần hộp này không được trang bị hộc lạnh. Nó hơi đáng tiếc đúng không ạ? Đó. Chỉ cần kích hoạt một nút bấm ở đây là phần ghế này. Đây, Duy sẽ thử lại cho quý vị ăn xem. Để chúng ta kích hoạt vào đây là chiếc ghế này được bật lên. Đó, vâng. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái phần ghế này lên đây khá là dễ dàng. Hơi tiếc một chút là khi chúng ta không được thực hiện hoàn toàn cái thao tác này bằng điện. Có lẽ rằng là nếu như mà thao tác bằng điện thì nó sẽ mất thời gian hơn. Nên là nhà sản xuất đã tối ưu lại bằng việc là chỉ kích hoạt unlock bằng điện thôi, còn phần đẩy lên thì chúng ta sử dụng bằng tay. Nếu để so sánh trực tiếp với cả chiếc Cadillac Escalade thì cái phần ghế da cũng như là cái cách thiết kế ghế ở trên Lincoln Navigator này ăn đứt chiếc Cadillac Escalade luôn, bởi từ chất liệu da mềm sờ rất sướng tay, ngồi thích, đến cái việc thiết kế ghế không bị nhỏ, không bị đứng dốc ở hàng ghế thứ ba này thì cho chúng ta cái trải nghiệm nó dễ chịu hơn hẳn. Và chắc chắn là với cái hệ thống điều hòa được trải khắp từ hàng ghế nhất xuống hàng ghế thứ hai ở khá nhiều vị trí thì Lincoln Navigator cho chúng ta cái không gian khá là thoáng đãng, và cái không khí ở trong xe nó nói thế nào nhỉ, nó rất là cảm giác rất là sạch và không bị bí. Đây, hàng ghế thứ ba của chiếc xe này chúng ta cũng vẫn sẽ ngồi 3 người thoải mái luôn ạ. Hơi tiếc một chút là chúng ta không thể ngả thêm ra nữa, nhưng mà cái phần tựa lưng như thế này là khá ổn rồi. Nếu như Cadillac Escalade không cho chúng ta cái phần để chân ở đây rộng rãi thì ngược lại Lincoln lại cho chúng ta cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể ngồi như thế này, có thể ưỡn ra như này một chút thì đầu gối mới chạm vào hàng ghế thứ hai. Mặc dù hàng ghế thứ hai bên trên là Duy ngồi cũng khá là thoải mái rồi nha quý vị các bạn ạ. Đây, chúng ta cũng xin lỗi quý vị các bạn, vừa nãy Duy hơi quê
khi lại đi thò tay để kiểm tra xem là cái phần gạt để mở tựa, cái phần tựa lưng ngả ra thêm. Nhưng mà ở ngay trên cái phần bệ tì tay này thì Lincoln Navigator trang bị cho chúng ta luôn một cái nút kích hoạt ngả cái phần lưng ghế bằng điện. Không chỉ ngả lưng ghế thôi đâu mà còn tích hợp điều chỉnh luôn cả cái phần nệm ghế phía dưới để luôn cho chúng ta một cái cảm giác cái tư thế ngồi thoải mái như thế này. Đó, đây là một điểm cộng thực sự, một điểm vô cùng ấn tượng ở trên Lincoln Navigator khi mà so với Cadillac Escalade. Có lẽ những người yêu thích những cái dòng xe SUV cỡ lớn luxury đến từ Mỹ thì họ đã rất là tinh ý khi lựa chọn mẫu xe Lincoln Navigator ở thời điểm bây giờ, những thời gian gần đây, thay vì sở hữu một mẫu xe như Cadillac Escalade. Chúng ta phần ghế trên này thì chúng ta có thể điều chỉnh cả hệ thống massage như quý vị và các bạn đang thấy ở đây. Cái thiết kế của cái hàng ghế thứ nhất của chiếc Lincoln Navigator này đặc biệt và rất ít khi chúng ta được gặp, gần như là chưa bao giờ được gặp ở trên những cái mẫu xe hơi thời điểm hiện tại. Mà vậy mà chúng ta đã có được cái trải nghiệm khá là thú vị ở trên cái hàng ghế thứ nhất của chiếc xe này. Các bạn có thể điều chỉnh rất nhiều chế độ massage ở ngay bên thành cửa. Với những cái trải nghiệm trên mẫu Lincoln Navigator này ấy, để mà nói về cái điểm không thích ở trên mẫu xe này thì có lẽ Duy sẽ chỉ biết chê một điểm là với cái sắc nặng và với cái thân hình như này thì khi chúng ta di chuyển trong phố thì ở thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh vào giờ tắc đường chắc chắn nó sẽ hơi cực một chút. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu chúng ta cũng sẽ không có được, không thể nào có được một con số dễ chịu đâu bởi một cái thân hình nặng nề như thế này. Và nhà sản xuất có công bố rằng là mẫu xe này có cái mức tiêu thụ trung bình ở trên đường thử tiêu chuẩn là 13,3 lít cho 100 cây. Đó là nhà sản xuất công bố thôi. Còn nếu mà thực tế di chuyển thì Duy nghĩ rằng mẫu xe này mà di chuyển ở trong phố ấy, chắc chắn cái con số nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 lít. Nó phải cỡ đó đấy ạ. Và cái bình xăng của chiếc xe này thì được trang bị là dung tích là 106 lít. Quý vị và các bạn thấy sao về chiếc xe này ạ? Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất, hay là chúng ta cùng nhau trải nghiệm những cái mẫu xe hot, những cái mẫu xe độc tại thị trường Việt Nam.